Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Một vài người cho rằng đổi nhà mới thì nên bốc bát hương mới. Một số người lại ưu tiên dùng bát hương cũ và chỉ bốc mới nếu rơi vào các trường hợp như: thứ nhất, phong thủy trong nhà không tốt, bàn thờ đang phạm phải những hướng xấu nên muốn thay đổi cả bàn thờ, trong đó có bát hương. Thứ hai, tờ hiệu của bát hương cũ có kèm theo địa chỉ nhà cũ, vì thế không còn phù hợp với nhà mới, gia chủ cần bốc lại bát hương mới. Thứ ba, nơi ở mới có khoảng cách quá xa so với nhà cũ, gia chủ không tiện mang theo bát hương. Khi bốc bát hương mới, chủ nhà có thể nhờ thầy phong thủy xem hướng và ngày tốt để đặt bát hương. Thông thường, ngày chuyển bát hương và ngày nhập trạch nhà mới thường trùng nhau. Khi đã ấn định được hướng và ngày, gia chủ bày biện lễ cúng để tiến hành nhập trạch. Khi lễ nhập trạch kết thúc là có thể sử dụng ngay bát hương. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về các vật phẩm phong thủy.